full nguyên combo một nồi full Thái luôn nha, trải vô nồi bốn sắc vào xo nha. Chào anh em Win X nha, xe này tiến hành là bảo dưỡng full cái nồi Thái để chạy xe công nghệ nha. Thì cấu hình là nồi bào đó mà mình nên đi cái nồi Thái chủ xe đó, thì cái nồi cũ chủ xe thì nó bị là tuột nồi hao xăng rồi, cho nên là mình là làm full cái nồi Thái đảm bảo là chạy liên tục nha, bền mạnh nhẹ xe chủ xe, tiết kiệm xăng đó. Những tiêu chí đặt ra để cho xe công nghệ thì phải là chạy mạnh, bền và tiết kiệm xăng nha anh em. Thì cái nồi cũ chủ xe thì anh em thấy là hai nhôm nồi nó đã bị mòn lõm nè, không còn cái độ bám nữa nha, mòn lõm cái này ha đó, em thấy mòn nó sâu rất nhiều rồi, dẫn tới cái tình trạng là tuột nồi và hao xăng nha. Đó thì anh em thấy là bố sắt nó bị tuột nè, dẫn tới cái tình trạng là bố cháy đen thui nè, thì sắt mòn nhẵn luôn nha, mòn mà như thành than Quảng Ninh luôn nha, thấy không, thấy mòn nhẵn luôn nha. Đó mặt trước mặt sau nè, đó cho anh em coi mặt sắt nè, sắt mòn trơn hết luôn nha. Đó rồi, về phần cái nồi mới mình sẽ đi combo full Thái chủ xe luôn, gồm có là hai nhôm nồi mới trầm trăm ha, đúng đinh Thái chủ xe với sơn nguyên nha anh em ha. Đó với sơn nguyên nha. Rồi bố là đi combo là full là năm bố Thái ha. Đó bố đi bố bạn lớn luôn chứ mình không đi bố bạn nhỏ cho anh em nữa nha, đi full bố bạn lớn luôn, 1 2 3 4 5 ha, combo full 5 lá bố bạn lớn chủ xe trắng đẹp anh ha. Rồi sắt mình sẽ đi combo chủ xe là 4 lá sắt rin Thái nha. Đó cho anh em coi nè, bốn sắt rin Thái luôn, không có đi sắt lô sắt lỗ cho anh em ha. Đó sắt rin Thái luôn, 1 2 3 4 nha. Đó trắng đẹp như một kinh của anh em ha. Đó anh em mà đi sắt lô nó sẽ bào bố của anh em rất là nhanh xuống ha, xuân xuống cấp ha, chạy được một thời gian đầu thôi, còn thời gian sau là bị xuống cấp liền. Và đi chủ xe cái lò xo nồi mới luôn. Đó thì anh em mà muốn bảo dưỡng cấu hình nồi chiếc Win thì ghé bên độ xe Việt Nam nha, bên mình tiến hành làm nồi, kiểm tra nhớt, phốt rồi nước cho anh em luôn. Rồi, cảm ơn anh em Winner 150, chào anh em ha. Rồi chào anh em Winner 150 nha, giới thiệu với anh em cái bộ nồi full Thái chủ xe. Xe này thì bảo dưỡng full một bộ nồi mới của đinh Thái luôn, combo nó gồm có là 5 bố 4 sắt 4 lò xo, hai nhôm nồi mới 100%. Đó thì đầu tiên anh em cho lá bố vô tới lá sắt ha, sắt thì nó có hai chiều nha, anh em để chiều côn nằm trong còn chiều bén nằm ngoài. Đó bố đi bố bạn lớn một mình cho anh em. Rồi mình tiến hành cho mặt ép nồi vô. Đó này mình đi nồi full rin Thái nha. Rồi tiến hành cho cái phần mặt ép nồi vô thì nó gồm có 4 lò xo, anh em nhớ để cái lò xo chiều lớn nằm dưới nha, còn cái chiều nhỏ nằm trên. Đó mặt ép nồi này sẽ gồm có 4 chân, anh em dặn đều 4 tán siết 4 lò xo nha. Có mình thì mình sẽ là định tâm lò xo xong rồi mình siết cho chủ xe, siết xong lần nữa mình sẽ định tâm lại lần nữa nha anh em. Rồi bắt đầu tiến hành siết đều từng con một ha, cấu hình là siết chậm đều từng con và quá trình là đối chiếu nhau, nguyên tắc là siết đối chiếu nhau, con này đối chiếu với con kia. Đó. Rồi mình tiến hành kiểm tra 4 lò xo và định tâm lò xo lại luôn nha em. Rồi mình thay chủ xe bạch đạn nồi Nhật mới luôn nha, cô vô ha, rồi ổ lốc nồi, tiến hành test xe cho anh em ha, full cấu hình bộ nồi bố Thái, full Thái cho anh em luôn, bao bóc cho anh em nha. Test nhẹ xe chiếc Winner mới làm full nồi Thái nha, bao bóc từ chủ xe. Xe này mình làm full nguyên combo bộ nồi full Thái luôn nha, trải vô nồi bố sắt vào xo nha. Đó nhẹ nhàng cho anh em, nồi full Thái chạy nhẹ xe để chủ xe chạy đi ráp nha anh em, chạy ráp chở khách hàng nữa nha ha. Cái bên này thì mau bền bóc và không bị tụt nồi nha, dẫn tới tình trạng là tiết kiệm xăng cho anh em ha. Đó, quá nhẹ cho anh em luôn ha. Full combo bộ nồi. Anh em mà ráp công việc mà muốn làm nồi thì ghé bên độ xe Việt Nam nha, bên mình sẽ tiến hành làm và kiểm tra đầy đủ cho anh em. Rồi cảm ơn anh em Winner.